chiếu à? Màu vàng này chứ đâu ạ? Đây là vàng này. Ồ, còn đây hơi lạ ấy. Ừ. Đầy đủ các loại chim. Con dưới này chim bồ câu. Làm nước rất thiếu được. Dạ. Loại nước thiếu được. Đấy. Con đấy mượt đấy nhỉ? Bóng. Bóng bóng, con đấy bóng mượt đấy, mượt đấy. Chào vào. Quên 50 ạ. 50 một con một đôi ấy. Con. Quên non à? Con này là rụng hết đuôi. Cả già cả non. Biết đéo con nào non rồi bác. Mình thì hơi bị khó phân biệt. Trong màu, trong màu gì đấy? Trong màu vàng. Bao tiền một con đấy? 300 một con trà màu. Lạ chưa? Nó lại lông vàng. Lông vàng. Nhiều là. Hả? Lông vàng. Con trên này đẹp lại. Trên. Trên là con gì? Trà màu. Sao trà màu trên này là đâu? Con trà màu đâu? Con màu. Con này đẹp. Ngũ sắc. Không, con trà màu bên cạnh. Con trông mượt, con này trông đẹp, đầu đen, nhìn trông lạ. Đầu đen trà màu, trà màu ấy. Bắt về là ngon. Hả? Con này lạ phết chứ nhỉ? Không lạ đâu, nó đầu rừng nó có. Rừng. Bọn này chắc là bẫy. Bẫy là nuôi nó khó lắm, mẹ lồng nó phường tan nát lồng. Nuôi kiểu nuôi đẻ chắc chưa nuôi. Nó dù kiếm trà màu với nhau hay khác gì không? Đẹp mã thôi chứ. Ôi đẹp, thần khó lắm. Đẹp mã không biết là khó thay không? Không ạ, cái đẹp mà nó... Trà lửa. Dài bao nhiêu đấy? 500. 500 rồi đấy. Con côm bồ câu nhìn đẹp quá nhỉ. Bồ câu này nhìn trông rất là ngây thơ. Hỏi dây sao dây có 250. Con trái, con xanh, con trái nhau được trái. Xanh chay là con gì đấy chú? Hả? Con xanh chay này con gì đấy? Con xanh là con loan phượng. À. Con bán.
con kia là ưng con à chú? Con một kia là con ưng con à chú? Hả? Con kia ưng con à? Bọn này ăn thịt hết rồi chứ ạ. Loan phượng. Ưng đàn ưng. Nè. Cái này mày đi bơi quay nè. Hả? Về than này 200 con. Tiền con này anh này 350 anh mua hết luôn. Hốt hết luôn rồi. Mấy con này thế này. Ai nhảy ông chủ đề này là hốt hết luôn cả lồng chim. Năm con. Con này con gì vậy? Sáu.
con sáo. Sáo được con đen đen ở dưới kia, con kia là sáo. Cũng là sáo. Ừ, hiểu đây, chỉ bắt cái con móng trắng này để nhìn nhận. Ông thấy không? Chúng ta là chưa đi này bán bao nhiêu lắm quá ngay à mày điên à không thôi bán bao nhiêu con hai rưỡi không hả à, con này bán bao nhiêu con đâu ạ à? Em bán cho người ta bán đồ sân rồi chắc là đây anh bắt bên này ở trong nó bán tầm 300 con chi trộm. Chưa còn cám mà, toàn dế á. Tụi mày đưa bố đưa 26 nha, tao lồng 4 trên 4 với mày. Tao vẫn biết tình trạng được. Không nhiều con. Là nó đấy, nó phải phê phê mắt, để bằng cái mắt chua mày. Còn bà Tao như hớt chứ nào, tao như hớt chứ nào. Tôi đọc bánh như thế này. Ôi gì. Nhiều khi
trăm hơn trăm con thật. Trăm hơn trăm con đấy. Không về nhà chưa cho nước giờ đi đường nó đổ hết ta nó ướt nó bẩn. Cho nước luôn để cho cái mặt thấm lên trên cho thoải mái luôn. Mặt thấm lên trên mặt bóng nó nằm dưới. Đây. Cho mặt nháp lên trên nhá, mặt thấm ấy vừa nó ra đảo đấy, như cái mặt như thế. Không cần phải đảo, lúc nào về chú cho nó tắm luôn đảo. Tắm rồi hãy đảo. Giờ cho nó vào rồi. Vào cái mặt như thế. Đấy cho mặt trắng ra luôn. Đấy cái mặt trắng kìa. À cái mặt bóng nó là nó không thấm. Đâu đâu không nào. Thấm. Đấy cho cái mặt trắng vào đây. Thank you.